Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây hải châu lá nhỏ nha, lùng lực luôn. Cây này có mã số là 183, hoành gốc ở đây đo được là 50, cây cao là 28, đang nằm cái chậu lọt lòng là 30 nha. Cây này lùng lực luôn, sống khỏe nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 500k bao ship. Lùng lực sumo luôn. Hải châu lá nhỏ nha. Đế trải luôn nè. $500 bao ship. Hải châu lá nhỏ lùng lực nha. Ở cái phần thân đây nó khô lũ nè. Ở cái mặt đây nó cũng có khô lũ nha. Còn bên đây là mặt sau là mặt sống bình thường. Còn ở bên này thân sống hết bình thường. Rồi cái đầu rễ đây nó cũng ra chồi luôn nha. Rồi 500k bao ship cho cây hải châu lá nhỏ này luôn. Mã số là 183. 500k bao ship. Rồi giờ vừa xin qua cái này luôn nha.